Xin chào tất cả các bác yêu thích kênh của Mr. Cường Vlog. Cũng đã lâu rồi không được nói chuyện với các bác, thì không biết là sức khỏe của các bác dạo này như thế nào. Còn với em thì sức khỏe dạo này hơi yếu, bởi vì dạo này em rất là nhiều công việc. Do bận nhiều công việc nên việc ra clip cho các bác thì cũng hơi khó. Hôm nay có một chút thời gian rảnh rỗi thì em lại muốn chia sẻ với các bác một cái mẹo. Mẹo này rất là đơn giản, dành cho các bác. Mèo này sẽ dành tặng cho các bác làm văn phòng và chuyên sử dụng đến cái băng keo này như này nhé các bác nhé. Thì các bác khi mà đã làm về văn phòng thì chắc chắn là sẽ thường xuyên xảy ra trường hợp là cái băng dính này nó dính vào cái tờ giấy, dính vào bất kỳ cái tờ giấy nào các bác đang sử dụng. Gặp trường hợp này thì rất nhiều các bác là cảm thấy là bế tắc và không biết xử lý thế nào. Có bác thì sử dụng cái cách như này, đây em nêu ví dụ nha. Có bác cầm đây đấy, sử dụng tay rồi kéo cái cuộn băng dính này nha, một tay giữ tờ giấy và một tay kéo cuộn băng dính này, thì chắc chắn là sẽ tờ giấy này nó không rách thì các chữ rồi là các cái mà chi tiết mà các bác cần ấy thì nó sẽ bị cái băng dính này nó mang đi, và cái tờ giấy này có thể dẫn đến hiện tượng rách như thế này. Đấy, đây là một cái phương pháp chữa không hiệu quả nha các bác nhé. Nên cái này chúng ta loại phương pháp này ra. Phương pháp này sẽ làm hỏng giấy này. Đấy, đúng không? Thì để khắc phục tình trạng này thì em sẽ giới thiệu cho các bác một cái mẹo như này, nó đơn giản thôi. Thì ban đầu nhé, các bác cũng cho một cái mặt băng dính này dán vào một cái mặt bàn nào đấy, được chưa? Sau đó này kết hợp nhé, tay này một tay này kéo một đầu này, đấy, kéo một đầu sau cho cái băng dính nó căng ra hết cỡ này. Đây, do không có một tay quay, em phải dùng chân như này nhé, một chân giữ này, một chân một tay kéo này, kéo này, đấy, kéo hết cỡ ra. Đấy, đúng không? Thì cái cuộn băng dính này nó lúc này nó sẽ giãn ra và cái khả năng bám dính của nó bị là coi như bằng không, cái tờ giấy nó sẽ bị rơi ra và không ảnh hưởng gì đến tờ giấy này, cái tờ giấy của bác vẫn y nguyên luôn, y chang luôn. Đấy, đây là một cái mẹo nó đơn giản thôi, hy vọng là sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống, đặc biệt là những bạn làm văn phòng mà chuyên sử dụng đến băng keo. Video của em đến đây là hết rồi, chúc các bác vui vẻ. Nếu các bác yêu thích thì hãy đăng ký kênh giúp em nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều.